vì cái cơ đùi sau này nó hai cái nhóm cơ chính, nhất là cái nhóm cơ của cái nhóm cơ chân nhóm này, trong bên ngoài này là nhóm gân cơ đi đầu đùi đấy, hai cái nhóm cơ chính. Thì đối với tổn thương anh thì lần này được rách 1/3 giữa cái cơ đi đầu đùi. Bây giờ lớn mạnh đấy, thì cách là các bạn xé đâu này, bằng cắt nhẹ nhàng đấy, cho bạn xé đây cái đầu bên dưới này, điểm bán đầu tiên bạn bóc ra nhẹ nhàng thôi đó, đó và hạn chế là mình không cầm vào cái không chặt tay đây, mình dán đây cái điểm đây, bám vào mặt trên trong xương chày đó, không kéo giãn các bạn nhé. Đó, nhẹ nhàng xoa nhẹ nhàng. Từng cái vùng kheo này không cần phải kéo, không kéo mạnh quá. Đó, ví dụ vừa phải trên đây các bạn có thể kéo khoảng độ giãn 50% của cái băng. Đấy, còn lại 5 cm này, 5 cm này các bạn để tự do. Nếu mà kéo căng quá thì nó sẽ rất là dễ bị tuột. Đó, nhẹ nhàng. Sau đó bạn dùng cái mặt trái của cái này xé này, miết nhẹ nhàng. Đấy, nhẹ nhàng xua cho cái đường đi lại. Rồi bắt đầu cái bên ngoài phía ngoài này. Đấy, cái gân nhị đầu này nó bám vào cái đầu trên của cái xương mác này. Bạn dán bên dưới cái đầu trên xương mác một chút xíu để cho nó ở trung tâm. Rồi, xong tôi để tự do từng cái một lần sau. Từng cái này thì nó sẽ đan chéo nhau như thế này thì nó sẽ rất là tốt. Rồi, ok. Đấy, kéo căng nó khoảng 5% cái băng này. Kéo căng nó lên như thế này. Để miết để khoảng 5-6 cm cuối lại. Như ở bạn như ở cái nếp đàn bông này, nhiều khi là mình cứ dán cái đàn bông này khi mình cúi xuống nó sẽ phải khó khăn, thì kéo căng cái nếp đàn bông này ra để cái băng này nó ở bên trong đó, vuốt nhẹ nhàng. Rồi cái lá tiếp theo đấy, để hoàn toàn tự do. Rồi là tiếp tục đến cái này. Đấy, nhẹ nhàng rồi. Kéo 50% đây các bạn nhá. Tiếp tục luôn luôn cái đầu cuối cùng á, các bạn nhớ cái đầu cuối cùng nó luôn là dán ở trên da, chứ còn nhiều khi mà cái đầu cái điểm bám cuối cùng mà dán trên cái băng này nhiều khi nó sẽ không dính nhiều lắm đâu các bạn. Cái điểm bám tận của nó là cái vùng ngồi để cho mình dán lên bông như này này. Đó. Cuối cùng. Cùng. Ừ.
chỗ này để ý lưu ý cái nếp làm mông. Rồi ok đó. Nếu mà dán ở cái nếp làm mông này nó ví dụ bạn dán lên nếp làm mông là khi căng lên nó sẽ bị ấy. Đấy bạn để nó theo đường đi theo đường sinh lý. Ừ. Mở cái gì em? Đúng rồi, hợp lý đấy. Nhẩm chuẩn luôn đấy. Đấy. Anh kiếm mãi được một cái phòng khách nó to như này không? Ừ, quá hợp lý. Các bạn dùng cái mặt trái này, các bạn xoa mút lên theo. Em làm cái này. Chi đi lên. Cái này thì có thể là hoàn toàn là để hỗ trợ điều trị cơ rất là ngon. Vâng, anh